Khánh Trình rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Cây thuốc quanh ta của Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Bệnh viện Y học Cổ truyền Bến Tre. Thưa quý vị và các bạn, hành tây là thực phẩm rất gần gũi với chúng ta, được sử dụng phổ biến để làm tăng thêm hương vị cho món ăn, đặc biệt là đối với các món xào hay gỏi. Trong y học, hành tây được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh công hiệu, tốt cho nhóm người mắc bệnh về đường hô hấp, tim mạch, huyết áp, bệnh hen suyễn hay là chữa bệnh mất ngủ và làm giảm cholesterol. Trong chương trình Cây thuốc quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công dụng của hành tây trong việc điều trị một số bệnh thường gặp. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiểu phẩm ngắn sau đây nhé. Là có cái gì mờ ám nè phải không? Có gì đâu mà mờ ám. Chà, ăn mặc bảnh bao quá ta. Làm gì vậy? Còn xịt nước hoa nữa chứ. Cái mùi chịu không có nổi hả? Điệu này là đi hẹn hò với con nào nè phải không? Cái gì mà con nào? Mấy thằng bạn anh nó rủ anh ra ngoài quán làm vài lon, nó điện anh từ trưa tới giờ. Mà chồng đâu có muốn đi, mệt mấy cái thằng này ghê luôn á. Đi nhậu với bạn có cần phải ăn mặc bảnh tỏn như vậy không? Chồng đừng có gạt vợ nha. Không tin hả? Không tin nè, nghe thằng Thậu đi, bạn anh nó gọi nè. Thôi đi, đàn ông mấy anh á, không có tin được ai hết trơn á. Mà thôi, bữa nay anh không có đi đâu hết á. Ở nhà với vợ, anh nhớ bữa nay là ngày gì không? Sinh thần của vợ đó. Hả? Anh hứa là chở mẹ con em đi ăn mà. Ủa? Em mới sinh nhật đây mà. Cái gì? Sinh nhật con nào? Ủa? Anh nhớ mới đây hết năm rồi ha. Mấy nay anh thấy em bụng bự lắm rồi đó. Nên ăn ít lại. Này mỡ máu nè, cholesterol nè. Rồi nhiều loại bệnh nữa. Em ăn ít lại chút đi. Rồi em thấy ngày kỷ niệm của em á, ngày sinh nhật gì đó, em gom lại đi. Anh làm lễ đại thọ, rồi thượng thọ cho em luôn. Ý là chồng chê em già em xấu phải không? Dạo này lạ lắm mà nghiên. Chồng có con khác rồi đúng không? Thôi mắc mệt hà. Chồng trong sáng như tờ giấy trắng vậy đó. Chồng chỉ có một mình vợ thôi. Nó thấy chưa? Bạn anh gọi tới nè. Alo. Alo, tao nghe nè. Mệt tụi bay quá. Alo, Cục Vàng hả? Em gọi anh có gì không? Trời ơi, em gọi giờ anh giờ này làm anh thốt tim. Anh biết rồi. Để anh giải quyết con cọp nhà anh xong rồi anh chở thỏ rồi đi chơi nha. Rồi anh thương nè. Thương. Vợ ơi. Chồng à. Em khó thở quá chồng ơi. Ủa, vợ bị sao? Chắc là em bị cao huyết áp lại á chồng. Thôi vợ nằm đây nghỉ đi, đi chồng đi mua thuốc về cho vợ nha. Chồng định đi đâu vậy? Vợ sắp xỉu rồi nè, vợ không còn sức khỏe để lo cho chồng với con nữa đâu. Thôi vợ bệnh mà vợ nói nhiều quá, thì vợ ngồi đi nghỉ đi, để chồng đi mua thuốc về cho vợ. Tình ơi Tình, có nhà không Tình? Ủa chị Tám mới tới hả? Chị mới qua. Ủa dạ, sao em sao vậy? Trời ơi, tay chân lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp, bệnh cũ của nó tái phát rồi. Thôi em đi mua cho chị một ít hành tây đi em. Bệnh là phải mua thuốc, mua đồ đo huyết áp, chứ là mua hành tây chi chị? Chị nói vô lý quá à. Hành tây còn có tác dụng là hạ huyết áp, lấy vỏ sắc uống là hết hà. Ủa thiệt hả chị? Chồng đi lẹ đi, vợ mệt quá rồi nè. Vợ có dùng hành tây mấy lần rồi. Chồng thiệt đi không? Đi. Chắc không? Thôi chị Tám ở nhà đi, vợ em đi mua hành tây em về liền nha. Rồi em đi nhanh đi em. Xong chưa anh yêu? Tới liền nha anh. Ừ,
tới tòa án nha cưng. Võ quýt về ăn có móng tay nhọn. Khánh Trình rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong chương trình Cây Thuốc Quanh Ta ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Hồng Liên, Bệnh viện Y học cổ truyền Bến Tre, đã nhận lời tham gia chương trình Cây Thuốc Quanh Ta ngày hôm nay. Xin chào MC Khánh Trình, xin chào quý khán giả xem đài. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì Khánh Trình thấy các nhân vật có nhắc đến công dụng của hành tây, đó chính là giảm cholesterol cũng như là chữa được cái bệnh tăng huyết áp. Thì không biết là hành tây có công dụng này hay không? Và nếu chữa được bệnh tăng huyết áp thì không biết là chúng ta có cái cách sử dụng như thế nào ạ? Thì nói chung là khi mà mình mắc chứng bệnh tăng huyết áp á, hoặc là tăng cholesterol máu á, thì nói chung là tăng huyết áp thì mình phải uống thì trong cái lớp vỏ ngoài của hành tây á, thì nó có cái sắc tố chứa cái xanthan, thì cái chất đó thì làm giảm hỗ trợ trong cái làm hạ cái huyết áp. Thì hành tây á, thì nó có cái vị cay và có tính ấm. Thưa bác sĩ, ngoài công dụng là hạ huyết áp tốt cho tim mạch thì không biết là hành tây còn có những cái công dụng nào khác, chữa được những cái bệnh nào khác và cách sử dụng như thế nào, bác sĩ chia sẻ thêm cho quý khán giả được không ạ? Thì ngoài cái tác dụng